Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sensity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình WireGuard VPN side-to-side trên router MicroTik để kết nối hai chi nhánh với nhau. Mình đang sử dụng một mô hình đơn giản mô phỏng cho một công ty gồm hai chi nhánh, cả hai side đều sử dụng router MicroTik. Mình sẽ cấu hình WireGuard VPN để kết nối hai chi nhánh này, sao cho client thuộc hai side có thể kết nối. Đây sẽ là dạng VPN side-to-side. Còn với WireGuard VPN thì các bạn cũng có thể cấu hình để người dùng iOS, Android hoặc Windows kết nối vào mạng LAN. Đây sẽ là dạng VPN client-to-side. Mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video tiếp theo. Còn trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình side-to-side, mục đích là cho mạng LAN 10.0.0.0/24 của site Hà Nội có thể ping được sang LAN 192.168.1.0/24 của site Hồ Chí Minh và ngược lại. IP hai đầu VPN mình sẽ sử dụng dài 172.16.0.0/24. Side-to-side thì các bạn có thể sử dụng nhiều giao thức khác nhau, ví dụ IPsec, ZIE, WireGuard, v.v. Mỗi giao thức đều sẽ có ưu điểm riêng. Các bạn có thể tìm hiểu về WireGuard VPN trên website của Sensity Shop để hiểu rõ hơn về giao thức này và các trường hợp sử dụng nhé. Trong video này thì mình sử dụng router OS bản 7.15.2. Với các bản cũ hơn thì giao diện có thể sẽ hơi khác. Tuy nhiên thì các thông số chính vẫn tương tự nhau thôi. Mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình. Để cấu hình WireGuard VPN thì các bạn truy cập vào menu WireGuard. Trong tab WireGuard, nhấn dấu cộng để tạo mới WireGuard Interface. Name mình sẽ đặt là Tu Hồ Chí Minh. Listen port mặc định sẽ là 13231. Các bạn có thể thay đổi port này tùy nhu cầu. Mình sẽ để mặc định. Nhấn Apply. Sau khi nhấn Apply thì router sẽ sinh ra Private Key và Public Key. Private Key thì các bạn không cần quan tâm, các bạn sẽ cần copy Public Key này để nhập vào router thuộc site Hồ Chí Minh để xác thực. Tương tự, mình sẽ tạo VPN Interface trên router thuộc site Hồ Chí Minh. Tên mình sẽ đặt là Tu Hà Nội. Port để mặc định, nhấn Apply. Sau khi cấu hình WireGuard Interface, các bạn chuyển sang tab Peer để cấu hình thông số của VPN của router hai đầu. Trên router thuộc site Hà Nội, nhấn dấu cộng để khai báo các thông số của router tại site Hồ Chí Minh. Name mình sẽ đặt là Hồ Chí Minh Peer. Interface chọn Interface to Hồ Chí Minh đã tạo ở bước trước. Public Key thì các bạn copy Public Key trên router ở site Hồ Chí Minh và dán vào. Kích chuột phải và chọn Copy All. Dán key này vào Public Key trên router thuộc site Hà Nội. Private Key thì các bạn không cần cấu hình. Endpoint nhập IP1 của router Hồ Chí Minh. Endpoint port nhập listen port mà các bạn đã cấu hình, mặc định sẽ là 13231. Allowed address nhập giải mạo sẽ cho phép qua VPN. Các bạn nhập giải LAN của site Hồ Chí Minh là 192.168.1.0/24 và cả giải mạo của tunnel là 172.16.0.0/24 vào. Nhấn Apply. Tương tự, mình sẽ cấu hình trên router site Hồ Chí Minh.
Public key mình sẽ copy trên router thuộc site Hà Nội. Endpoint là IP1 trên cổng Ether 1. Allowed address là giải LAN thuộc site Hà Nội 10.0.0.0/24. Và giải IP của VPN. Tiếp theo, chúng ta sẽ cấu hình IP cho hai đầu tunnel. Các bạn vào menu IP, address, nhấn dấu cộng để tạo mới. Site Hà Nội IP sẽ là 172.16.0.1/24. Interface chọn VPN interface là Blue Hồ Chí Minh mà chúng ta đã tạo ở bước trước. Nhấn apply và ok. Tương tự site Hồ Chí Minh sẽ là 172.16.0.2/24. Sau khi cấu hình xong thì các bạn có thể ping thử IP hai đầu tunnel. Hai IP này ping thông là WireGuard của chúng ta đã được thiết lập thành công. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cấu hình root để traffic giữa hai mạng LAN sẽ được đẩy qua WireGuard VPN tunnel. Mình sẽ cấu hình trên router ở site Hà Nội trước. Các bạn truy cập vào menu IP, root. Nhấn dấu cộng để tạo mới. Destination address nhập giải LAN của site Hồ Chí Minh. Gateway là IP tunnel của site Hồ Chí Minh là 172.16.0.2. Tương tự với router site Hồ Chí Minh. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong WireGuard để kết nối hai mạng LAN. Để kiểm tra thì các bạn ping giữa hai site, ping thông là ok. PC thuộc hai site của mình đã ping thành công đến PC của site khác. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình WireGuard VPN site-to-site trên router MikroTik để kết nối hai chi nhánh sử dụng MikroTik với nhau. Trong các video tới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình WireGuard VPN để kết nối với điện thoại và máy tính. Các bạn theo dõi trên YouTube channel của Sensitive Shop nhé. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.